Thằng Lê xin chào anh chị và các bạn. Như đã hứa trong cái bài học trước mình đã hướng dẫn cho các bạn công cụ chọn nhanh Quizlet. Thì trong cái bài học này mình hướng dẫn cho các bạn một cái công cụ cực hay dùng để lọc đối tượng khi mình chọn các đối tượng ấy. Nên mình dùng cái công cụ đó là filter. Thì công cụ này dùng như thế nào? Mời các bạn theo dõi, mình sẽ hướng dẫn ngay sau đây. Thứ nhất, trên cái bảng vẽ kiến trúc này mình đã copy ra thêm hai dãy mặt bằng giống nhau. Bây giờ yêu cầu của mình đưa ra là mình chỉ muốn chọn cái bờ tường này thôi nè các bạn, cái nét bờ tường này thôi nè, cái nét bờ tường này. Hiện tại mình thấy là nằm trong cái lớp tường có cái màu xanh theo by layer, màu theo lớp ha, màu xanh theo lớp. Thì bây giờ mình muốn chọn bờ tường nhưng mà mình chọn ở cái dãy bên đây thôi, mình không có chọn dãy bên đây. Hoặc là mình trong cái dãy bên đây mình chỉ chọn có là ba bốn cái mặt bằng đầu thôi, những cái mặt bằng phía sau mình không có chọn thì làm sao? Nếu các bạn dùng công cụ Quick Select thì không giải quyết được vấn đề trong tình huống này, tại vì công cụ Quick Select là nó sẽ chọn hết toàn bộ trên cái bản vẽ của bạn, có cái gì là nó chọn cái nấy được không nào? Mất công mà phải đè shift bỏ ra rất là phiền phức, cho nên mình dùng công cụ filter trong tình huống này. Khi vẽ nhìn chung là các bạn phải phối hợp cả hai công cụ lại, Quick Select và filter. Dùng Quick Select không được thì dùng filter, dùng filter cảm thấy khó khăn thì dùng Quick Select. Hai công cụ này nó hỗ trợ cho nhau để cho các anh chị chọn đối tượng cho nhanh, chứ không có nhất thiết là lúc nào cũng dùng filter hay lúc nào cũng dùng Quick Select nha các bạn. Rồi bây giờ mình chỉ cho các bạn dùng công cụ filter để mình chọn hết cái bờ tường này, bờ tường, cái đối tượng bờ tường này nó đang nằm trong bức tường nha. Rồi mình biết nằm trong bức tường rồi, mình giờ mình muốn chọn bộ dạng bên đây thôi. Cách làm đơn giản là mình dùng lệnh move, mình move nó ra bên ngoài. Đầu tiên các bạn nhập lệnh chính trước, rồi sau đó các bạn gõ vào cái cú pháp là dấu nháy đơn nha các bạn. Bạn để ý góc dưới bên phải của, xin lỗi, góc dưới bên trái của dòng comment đó. Mình nhập vào dấu nháy, sau đó các bạn gõ vào FI, viết tắt của chữ filter lọc á, FI enter nha. Nó hiện ra cái bảng, Object Selection Filter. Tiếp theo bây giờ bạn để ý nó có ba vị trí, bạn để ý ba vị trí. Vị trí thứ nhất nè là Select Filter, cái vị trí thứ hai đó là Select, vị trí thứ ba là Add to List. Đó. Chú ý ba cho nó. Sau khi bạn chọn ba vị trí quan trọng này rồi, bạn click vào Apply, bạn bôi chọn bản vẽ thôi là xong ha. Rồi bây giờ mình chọn đối tượng lọc. Khi mà bạn cái danh sách lọc đó bạn chọn, bạn add to list cái thì nó nhảy lên trên đây. Bên trên đây là nó chứa những cái danh sách thôi. Rồi mình click vào đây. Select filter là chọn cái để lọc, chọn cái sàn để lọc. Bạn tưởng tượng giống như cái sàn, đây là những cái sàn, sàn gạo vậy đó. Nên có nhiều cái sàn nha. Bây giờ cụ thể là mình cần sàn theo layer đúng không các bạn? Giờ mình cần sàn theo layer. Bạn tìm đến layer này. Layer xong rồi. Lúc này cái chữ select này nó mới sáng lên. Bạn click vào đây rồi bạn tìm đến, cái tên đó T, bạn gọi chữ T tường này, tường nè, qua rồi đây tường này các bạn. Sau đó bạn OK. Tiếp theo chưa được đâu, các bạn phải click, quan trọng lắm là click vào Add to List nè, để cho nó thêm vào danh sách. Cái chữ này có nghĩa là thêm vào danh sách nha. Này, nó thêm vào danh sách rồi nè. Thì các bạn click vào Add to List cái thể nhảy lên trên này nè. Như vậy là trong cái sàn, hiện tại mình sàn tường. Giả sử trong cái lớp tường đó nó có những vòng tròn, nó có hát, rồi nó có nhiều thứ nữa. Nhưng mà bạn chỉ muốn chọn like thôi thì tiếp tục bạn chọn thêm một cái sàn thứ hai nữa là sàn đó là like, được không các bạn? Giả sử mình chọn like thôi. Thì trong cái lớp tường này có những cái đối tượng là vòng tròn, cung tròn hay là chữ. Đôi khi chữ trong nằm trong lớp tường nó vẫn chọn luôn nha các bạn. Nếu các bạn chọn layer như thế này thì bất kể là cái gì cứ nằm trong lớp tường là nó chọn. Còn nếu các bạn muốn chọn thêm cái sàn thứ hai là line, mình chỉ muốn chọn những cái gì gọi là line ở trên cái lớp tường thôi thì bạn tiếp tục chọn cái sàn thứ hai là line. Rồi sau đó cũng add to list line thì nó không có cái gì để chọn những cái thuộc tính thứ hai. Add to list. Rồi bây giờ like nhảy vào. Bây giờ nếu mà mình apply mình chọn nó thì những đối tượng nào là like trong lớp tường nó sẽ chọn. Còn những đối tượng khác mà ở trong lớp tường nó vẫn không chọn. Được chưa các bạn? Rồi ví dụ bây giờ mình tiếp tục mình có cái sàn thứ ba nữa. Cụ thể ở đây
là mình chọn theo màu, cụ thể là màu, màu color, color đâu rồi, đây. Ví dụ mình chọn color, sau đó mình chọn cái màu, để chọn ở đây, select, mình lấy cái màu, màu xanh chẳng hạn, rồi sau đó mình OK. Thì CAD nó sẽ làm như thế này nè các bạn. Atlas nó mới vô nha. Những đối tượng nào là light, những đối tượng nào là light có cái màu cyan và ở trong cái lớp layer nó mới chọn. Những cái đoạn thẳng, những cái line mà có cái màu khác nó không chọn. Như vậy là mình đã có được ba cái sàn rồi, được không các bạn? Vậy là mình đã có ba cái sàn rồi. Đó, cho nên cái công cụ này nó hay ở chỗ đó, đó. Nó có nhiều cái công cụ cho các bạn cô lập lại, có nhiều cái sàn để cho bạn sàn lại. Cho nên cái bản vẽ mà cho dù có vẽ không có bài bản, không có lớp lan cỡ nào chăng nữa, các bạn vẫn chọn được những đối tượng nó rất là nhanh bằng cách dùng công cụ lập này. Còn nếu các bạn vẽ mà người ta đã vẽ bài bản, lớp lan đàng hoàng, ngăn nắp thì các bạn dễ dàng dùng công cụ này rồi, đúng không? Hoặc dùng công cụ Wixlet cũng được. Rồi. Công cụ này thì nó chuyên sâu hơn cái công cụ Wixlet. Rồi, bây giờ bạn Atlas, bạn Atlas vô rồi. Sau đó các bạn apply nè. Sau đó bạn apply đây nha. Rồi bạn bôi chọn toàn bộ bản vẽ nè. Tới đây thôi. Thì một lát nó chọn cái dải bên đây thôi. Bên đây nó không làm gì nha các bạn. Cái dải bên tay phải nó không làm gì đâu. Mình mở ra cửa sổ, chọn cái khu vực chứa những cái đối tượng mình cần lọc. Bạn chọn tới đây, chọn tới đây thôi. Bên dưới nó không làm gì hết. Bất kể là những cái đối tượng, mặc dù cũng nằm trong cái lớp tường, cũng màu, cũng cái đối tượng mình chọn được. Nhưng bây giờ này nó còn cô lập thêm một cái sàn nữa là chọn cái vùng nữa nè. Chọn cái vùng để lọc. Coi như mình có tất cả là bốn cái sàn tất cả. Rồi mình chọn tới đây đi. Lít. Bạn thấy nè. Sao nó chưa chọn. Nhập lại. M, Enter. Nãy bị lỗi gì đó. Dấu nháy. FI, Enter. À, do ở đây nó không có cái đối tượng đó. Được chưa các bạn? Nó không có cái line, có cái màu này. Nãy giờ mình giải thích ba cái sàn cho các bạn hiểu thôi. Màu by layer thì nó không có hiểu nha. Rồi mình bỏ cái color ra. Để bỏ ra một đối tượng thì bạn chỉ cần click vào delete, chọn nó, nhấn delete này ha. Hồi nãy mình thêm ba cái sàn cho các bạn hiểu thôi. Mình quên bỏ nó ra. Rồi, đối tượng nào là line ở trong cái layer này nó sẽ chọn. Rồi sau đó bạn apply nè. Rồi bây giờ mình chọn nè các bạn. Rồi, các bạn xem nè. Nó chỉ tìm line nó chọn thôi, các bạn thấy chưa? Đây, line bờ tường, hát nằm lúc bờ tường nó không có chọn. Đây, bạn thấy chưa? Nó không có chọn, nó chỉ chọn line thôi. Giả sử trong lớp tường có cái đối tượng vòng tròn hay là một cái cung tròn, nó vẫn không có chọn đâu các bạn. Hạt test nó vẫn không có chọn. Bạn thấy nè. Nó chọn toàn là bờ tường không, các bạn thấy chưa? Cái đối tượng được chọn bạn thấy chuyển qua cái nét rạn đứt nè. Nó bị rạn đứt để phân biệt được giữa cái chọn và cái không chọn. Và nó chọn bên đây thôi, bên đây nó không có chọn. Vẫn bên đây vẫn không có chọn, các bạn thấy nó đâu có chọn đâu. Chỉ chọn trong cái vùng các bạn mở ra thôi. Thì vừa rồi mình có ba cái sàn. Cái sàn thứ nhất là layer tường, cái sàn thứ hai là line, cái sàn thứ ba chính là mở ra chọn cái vùng. Rồi, cái chỗ phải kết thúc chọn nè. Cái chỗ phải để kết thúc cái việc filter đó. Bây giờ bắt đầu bạn cái chỗ phải kết thúc chọn lệnh mô nè. Rồi, chỗ trái chọn điểm đặt, rê chuột ra ngoài. Có nhiều bạn có thói quen gõ Enter hay phím trắng là như nhau nha. Trong AutoCAD đó, cái phím phải chuột, cái phím Enter, cái phím trắng, bạn có thể xài lưng phiên cho nhau đều được hết. Bạn xài tay, bạn đang giữ con chuột thì bạn cứ gõ, bạn cứ bấm phím phải. Tuy nhiên các bạn cứ bạn đã quen phím Enter thì cứ gõ Enter không sao hết. Đây bạn thấy nè, mình vừa mua toàn bộ những cái đối tượng là line ở trong cái lớp tường và ở thuộc cái vùng này nè, ra bên ngoài hết rồi nè, các bạn thấy không? Này, nó mua ra ngoài hết, không còn sót đối tượng nào hết. Cái này là cái đối tượng này nó nằm ở layer khác, này là layer khác chắc chắn rồi, nó không chọn nha. Đây, các bạn thấy nó bóc ra nè. Rồi mình làm thêm cái ví dụ nữa. Ví dụ trong cái bản vẽ này, bây giờ mình cần lấy kích thước, mình cần mô kích thước bỏ ra bên ngoài. Rồi, thì làm sao? Đầu tiên mình nhập lệnh mô, hoặc là lệnh xóa, lệnh copy cũng được, nhập lệnh copy, nhập lệnh khác cho các bạn thấy nè. Bây giờ mình muốn chọn toàn bộ những cái đối tượng là kích thước ở đây để mình copy ra bên ngoài. Thì các bạn nhập công cụ là dấu nháy đơn đó nha. Dấu nháy, F, E, Enter.
Trước khi các bạn chọn cái mới, các bạn phải clear list, bạn xóa cái cũ đi. Clear list ở đây nè. Rồi mình bỏ cái cũ đi. Tiếp theo, bạn vào trong chỗ này, bạn tìm những cái đối tượng để bạn lọc. Cụ thể là ở đây là mình cần chọn dimension thôi. Mình giả sử trong mẫu vẽ này bây giờ nó có trong cái mặt bằng kiến trúc, nó có rất là nhiều loại kích thước đang ghi trên cùng một cái mặt bằng, mà bạn muốn chọn một cái loại nào đó thôi, thì lúc đó bạn chọn cái sàn là dimension style, tức là kiểu kích thước. Sau đó bạn chọn đúng cái kiểu đó thì nó chỉ chọn những cái kiểu bạn chọn thôi, được chưa nào? Còn bây giờ bất kể là kiểu nào, cứ là kích thước là chọn, cứ kích thước là chọn thôi. Lúc đó bạn chọn cái sàn dimension thôi. Rồi add to list. Như vậy là cái nào là kích thước nó sẽ chọn cho bạn đó. Giả sử có nhiều kích thước cũng cùng một loại nhưng mà nó nằm ở nhiều lớp khác nhau, mình chỉ muốn chọn kích thước ở lớp tường thôi, hoặc là chỉ chọn kích thước ở một cái lớp cột thôi, thì lúc này các bạn chọn thêm một cái sàn nữa, đó là sàn layer, được chưa các bạn? Cái công cụ này nó dễ xài, nhưng mà các bạn phải hiểu cái bản chất cái công cụ này nó hoạt động ra làm sao thì mình mới vận dụng nó được. Thì ở đây có rất là nhiều, ở đây mình lấy vài cái ví dụ cho các bạn hiểu thôi. Đó, nó còn nhiều thứ nữa nè, bạn thấy trong công cụ 3D nữa nè, nó còn surface nữa này. Rất là nhiều thứ nha các bạn, rất là nhiều cái đối tượng để lọc. Đó, thì khi các bạn vẽ trong bản vẽ thì sẽ xuất hiện hết ở đây cho các bạn. Đó, rồi dimension đúng rồi. Sau đó các bạn apply. Bây giờ bạn chọn cái sàn thứ hai là cái vùng chọn, mình mở tới đâu thì kích thước trong cái vùng đó nó chọn trong vùng đó thôi, chứ không phải là chọn tất cả toàn bộ kích thước trong bản vẽ đâu, không phải, nó chỉ chọn trong cái vùng bạn mở ra thôi nè. Rồi lấy chuột trái, lấy chuột trái nè. Rồi sau đó bạn kích chuột phải, bạn hãy để ý nó chọn hết cái thứ không các bạn, chọn hết cái thứ rồi nè, cái kích thước nó chọn rồi nè. Rồi bạn kích chuột phải để kết thúc cái việc filter đó. Rồi sau đó bạn kích chuột phải một cái nữa nha các bạn, lưu ý kích chuột phải thêm một lần nữa, kích chuột phải. Rồi chọn điểm đặt, copy ra bên ngoài nè các bạn, để nó copy toàn bộ cái thứ ra bên ngoài luôn cho các bạn. Đây nó copy rồi nè, bạn thấy chưa, hay chưa, đây nè, đó, nó copy toàn bộ cái thứ ra bên ngoài. Đó, công cụ này các bạn phải nắm nó để mình làm việc cho nó nhanh, tại khi ngồi trước các bạn vẽ là lớn, có rất là nhiều đối tượng, nhiều nét, nhiều đối tượng, nhiều test, bạn không nắm công cụ này bạn thao tác rất là mệt mỏi và rất là mất thời gian của các bạn nha. Cho nên không cần phải làm nhanh, bạn thao tác từ từ, cứ chậm rãi mà thao tác, nhưng mà mình biết dùng công cụ thì bạn thao tác rất là nhanh, bạn làm rất là nhanh. Còn đôi khi nhiều người vẽ CAD cứ ngồi thấy cục cứ zoom nhất, rất là nhức đầu, nhưng mà công cụ thì không có nắm, những cái chiêu, những cái bí quyết không chịu học, cho nên bạn vẽ rất là khó, đừng có zoom. Khi nào cần thì zoom, không cần thì thôi, bạn zoom tới zoom lui thế này này, nó làm cho con mắt của bạn rất là mau mệt mỏi nha, rất là nhức mắt. Cần thì mình zoom, không cần thì thôi, vẽ cứ zoom hoài, zoom riết là cái tay thành thói quen luôn, cứ lăn, bình thường không vẽ gì cũng lăn nữa. Đó, đừng có làm như vậy, con mắt của các bạn á, riết nó hư mắt của các bạn đó. Rồi, mình vừa rồi là vừa hướng dẫn cho bạn cái công cụ filter, mình thêm cái ví dụ nữa cho anh chắc ăn nha các bạn, thêm cái ví dụ nữa cho các bạn hiểu thì sau thì. Ví dụ đây là cái bản vẽ đèn chiếu sáng, mà cái bản vẽ đèn này nó không phải là lóc gì hết trơn á, bạn thấy không, đúng ra nó phải một cái đèn như thế này phải là lóc để mình qua cái model. Bây giờ nè, đây các bạn xem, đây là những cái hình chữ nhật thôi, nó bị rời rạc hết rồi, nó không phải là khối. Vậy mình làm sao, mình muốn chọn những cái hình chữ nhật này thì làm sao, muốn chọn toàn bộ những hình chữ nhật nhưng mà mình muốn chọn khu vực này thôi, bạn thấy bên trên đây cũng có nó không, đây cũng có nó nè, nhưng mà mình muốn chọn ở bên dưới này, khu vực bên dưới thì mình đếm coi có bao nhiêu cái đèn chẳng hạn. Bây giờ mình muốn đếm có bao nhiêu cái đèn, thì hôm trước mình có làm cái video mình hướng dẫn các bạn là đếm khối, thống kê khối đó, các bạn xem lại trong cái kênh đó, bên dưới một mô tả của video này mình có để cái link để các bạn vào trong cái kênh YouTube của mình để bạn thấy tất cả các cái bài học mình đã chia sẻ trước đó ha. Thì trong đó có một cái video tên là mình hướng dẫn, tên là hướng dẫn tạo khối, chèn khối, rồi đếm khối. Thì trong trường hợp này bạn muốn thống kê khối lượng đúng không, bạn đếm khối, nhưng mà nó phải là khối mà mới đếm được, chứ hình chữ nhật sao bạn đếm. Thì lúc này bạn dùng công cụ filter để bạn chọn nó, thì khi đó nó sẽ báo ra cái khối lượng, hay như vậy đó các bạn. Cho nên bạn vẽ kiểu gì các bạn cũng chọn được hết á, bằng cách là dùng công cụ filter, không cần phải khối đâu ha. Rồi bây giờ mình chọn toàn bộ những cái hình chữ nhật ra nè, trong cái khu vực này nè, cho các bạn xem, mình đếm coi có bao nhiêu cái đèn cho các bạn xem nè, rất nhanh nè.
Mình ở đây mình dùng công cụ copy ra bên ngoài cho các bạn thấy luôn ha, dùng công cụ copy. Còn bạn muốn chỉ thấy đối tượng thôi thì bạn chỉ cần dùng dùng cái lệnh select, gõ vào select thôi, mình muốn chọn thôi mà. Select enter. Nó yêu cầu chọn đối tượng, bạn nhập vào nháy đơn nè. Cũng FI enter hiện ra cái bảng. Nhớ clear list cái cũ này đi để cái sàn cũ mà bạn không xóa ăn lát nữa, tiếp tục lấy cái này nó làm đối tượng để nó sàn đó. Clear list bỏ cái cũ. Vào đây. Hình chữ nhật nó là cái gì? Hình chữ nhật ở đây á, nó không có ghi circle, nó không có ghi là rectangle đâu, mà nó ghi là polyline. Tại hình chữ nhật bản chất của nó là polyline. Này, mà chọn polyline á, nét nó dính lại đó, bốn cạnh nó dính lại với nhau giống như cái polyline đó. Rồi, ông chọn là polyline, polyline nha. Tiếp theo, bạn add to list một cái. Nhưng mà bây giờ trong cái khu vực mà mình chọn này nó có rất là nhiều thứ cũng là polyline. Những cái nét line mà mình link giữa các cái đèn này với nhau cũng là polyline. Thì làm sao mà mình bỏ cái đó ra chứ, đúng không? Vậy bạn phải thêm cái sàn thứ hai, đó là chọn theo màu. Cụ thể ở đây là color. Tìm đến cái sàn thứ hai là color. Đây, color đây. Màu gì? Cụ thể cái ba cái hình chữ nhật hồi nãy là màu cyan. Ok. Phải add to list mới được nha các bạn. Nhiều bạn chọn hoài không được, cứ gọi điện thoại thầy ơi sao kỳ vậy, em làm y chang như thầy hướng dẫn mà không được, là do bạn làm phải từ từ làm cũng được. Bạn cứ tự tin xem lại cái video một lần nữa thì sẽ làm được à. Tại video mình hướng dẫn rất là kỹ cho bạn rồi, do một thiếu một cái thao tác nào đó thì sẽ làm không được thôi. Rồi add to list nha các bạn. Sau đó các bạn click vào apply ở đây. Rồi tiếp tục cái sàn thứ ba là cái vùng chọn. Mở cửa sổ ra chọn cái vùng nè, bạn thấy chưa? Thì những gì nằm trong cái vùng này nó chọn thôi. Bạn thấy nè, tuyệt vời chưa? Đây nó chọn hết rồi nè, những cái hình chữ nhật màu xanh xanh nó chọn rồi nè. Cái line màu vàng nó đâu có chọn đâu các bạn. Đó. Rồi, kích chuột phải kết thúc chọn. Rồi, kích chuột phải cái nữa. Sau khi mà kích chuột phải kết thúc chọn xong rồi, nó báo số lượng bên dưới nè các bạn thấy không? Select object. Tức là nó báo là có 1325 Power, tức là có 1325 đối tượng đã được tìm thấy, được chưa? Thì vậy là số lượng đèn ở đây chính là 1325 luôn, được chưa các bạn? Còn nếu mà bạn không thấy cái dòng này thì các bạn nhấn F2 nha. Các bạn nhấn F2 cho nó hiện ra. Đây nó nằm đây nè, thấy chưa? Nhấn F2 á. Còn laptop, các bạn xài laptop phải đè thêm Fn cộng với F2. Đó. Rồi, cái chụp nếu các bạn mua hay làm cái gì đó bạn kích chuột phải đi cho nó kết thúc cái việc cái chọn nó đi, bạn dùng lệnh move hay copy gì đó, lúc này bắt đầu mình dùng lệnh copy chẳng hạn. Rồi chọn điểm đặt thôi, nó chọn rạp nó tượng rồi, chọn đưa ra bên ngoài tới chuột cái. Bạn thấy chưa, mình vừa bóc hết toàn bộ những cái hình chữ nhật đây nè, mình copy ra bên ngoài này, bạn thấy chưa, rất là nhanh không? Bạn ngồi đó là bạn chọn theo các thủ công chắc có kéo dài có thể là 15 phút thậm chí hơn nha. Rồi vừa rồi là mình hướng dẫn rất là đầy đủ luôn cái công cụ filter cho các bạn. À. Rồi các bạn có nhu cầu mà học chuyên sâu các cái khóa chuyên sâu về AutoCAD online hoặc là offline của thằng Lê đó thì vui lòng gọi số điện thoại 0918176251 nha, hoặc là các bạn có thể kết nối Zalo cùng số này nè để mà liên lạc với mình tìm hiểu sâu hơn về cái khóa học. Rồi khi các cần các cái file mẫu thư viện clip thì các bạn vào trong cái trang này nè để các bạn tải nha, mình đưa hết lên đây nè. Các bạn cần thêm những cái gì các bạn cứ comment để lại những cái bình luận, những cái nhận xét, những cái tương tác với mình ở bên dưới cái một comment của video này để mình biết các bạn cần cái gì để mình tiếp tục làm cái video về cái xu hướng đó để mình chia sẻ cho các bạn. Các bạn vui lòng để lại bình luận ở bên dưới ha, để mình biết các bạn cần cái gì, mình làm video mình chia sẻ về vấn đề đó cho các bạn nha. Rất là cảm ơn các bạn làm cái điều đó giúp mình. Rồi các bạn đừng quên ủng hộ kênh của mình bằng cách là click vào like rồi đăng ký cái kênh này, cái biểu tượng thẳng lê góc dưới bên phải của cái video đó, để mình chia sẻ video mới các bạn sẽ nhận được thông báo để mình xem. Rồi nhắc lại các bạn vui lòng ủng hộ mình bằng cách là để lại những cái bình luận bên dưới để mình biết cái xu hướng của các bạn cần gì, rồi sau đó mình sẽ làm video hướng dẫn về cái xu hướng đó để phục vụ cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video bài học tiếp theo.